Chào tất cả các anh chị các bạn. Thì hiện giờ thì mình đang thu hoạch cái con bò cạp này. Và mình thấy có một con nó đẻ. Thì mùa này là mới có tháng 9 thôi thì bắt đầu nó đẻ lai gai rồi nè. Thì nó đẻ gộ vào tháng 10, tháng 11, tháng 12. Có một số anh chị ở ngoài miền Bắc á, có hỏi mình đó là mình nuôi cái con bò cạp vào mùa đông có được hay là không. Thì nói chung á, mình muốn nuôi á, thì được thôi, thì nó cũng có cách thôi. Còn ở miền Nam mình á, thì mình nuôi mùa nào cũng được, tại vì cái nhiệt độ nó thay đổi không có đáng kể. Vào ở miền Bắc á, thì nhiệt độ nó giảm rất là thấp. Thì cái nhiệt độ chịu đựng của cái con bò cạp này á, là từ 14 tới 42 độ C. Nhưng mà cái nhiệt độ để mà nó phát triển tốt á, là từ 20 tới 25 độ C. Thì cái cách để mà mình nuôi được cái con bò cạp thì mình sẽ sử dụng cái đèn mà mình sưởi nó thôi, cái đèn 60W á. Thì không quan trọng là các anh chị nuôi vào cái mùa này bao nhiêu con, quan trọng là mình nuôi để mà mình lấy cái kỹ thuật thôi. Thì mình có thể là mình lấy 20 con, 30 con hoặc là 100-200 con gì đó để mình nuôi để mình lấy cái kỹ thuật. Còn khi mình đã chắc ăn về cái kỹ thuật rồi á, thì mình có thể là mình lấy thêm giống để mà mình tăng cái tiến độ mình khai thác cái con bò cạp thôi. Chứ nó cũng không có gì mà phức tạp hết. Thì 1 mét vuông nuôi cái con bò cạp thì từ 100 tới 200 con, đó là mình nuôi sinh sản thôi. Còn mình nuôi thương phẩm thì nuôi 300-400 con, tùy vào cái kỹ thuật nuôi của mình. Thì khi mà cái con bò cạp nó đã đẻ ra như thế này rồi á, đây quay gần cho các anh chị xem nè. Đó, nó trắng bóc à. Rồi mình sẽ bắt riêng ra. Thì cái vấn đề này thì mình cũng có chia sẻ về cái cách để nuôi cái con bò cặp con á. Thì ở cái video sau mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái cách để mà mình tách riêng cái con mẹ ra và cái cách cho ăn như thế nào á. Thì mình làm một cái video như thế này để, tức là mình làm một cái video riêng để khi nào các anh chị cần hỗ trợ về cái vấn đề đó là mình nuôi cái con bò cạp con á, thì mình sẽ gửi một cái video riêng đó, cho các anh chị xem một lần là mình có thể là mình nuôi được luôn. Thì cái kỹ thuật ở đây á, mình không có giấu làm cái gì. Quan trọng nhất á, đó là mình nuôi á, mình hiểu được cái con bò cạp này để làm cái gì và nó có những cái sản phẩm nào và cái đầu ra của nó nằm ở đâu. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất trong cái quá trình mà mình nuôi cái con bò cạp này. Thì ở cái kênh này thì mình sẽ chia sẻ chi tiết hết, chứ mình không có giấu về cái vấn đề gì hết. Mình sẽ công khai hết trên cái kênh này. Thì các anh chị cũng có thể là mình đăng ký kênh á, để mà mình theo dõi những cái video tiếp theo mà mình làm đó, mình chia sẻ với các anh chị. Nếu mà mình nuôi được cái con bò cạp vào cái thời điểm khó khăn rồi á, thì đương nhiên thì nó sẽ rất là ok. Nó sẽ giảm cái tổn thất của mình. Ví dụ như bây giờ mình nuôi vài chục con hoặc là 100-200 con gì đó, thì nó hao hụt thì mình cũng không mất bao nhiêu tiền. Còn khi mà mình lựa chọn vào cái thời điểm á, nó thuận lợi và mình nuôi, thì khi mà mình đã nuôi thành công rồi á, thì vào mùa đông thì mình sẽ có rất là nhiều bò cạp nó, và mình không biết cái cách xử lý cũng như là những cái phát sinh á, trong cái quá trình mà nuôi cái con bò cạp vào mùa đông, thì nó dẫn đến cái tình trạng là cái con bò cạp mình nó sẽ hao hụt nhiều nó, và mình sẽ tốn tiền nhiều. Thì trong cái khó khăn lúc nào nó cũng có một cái cơ hội, tức là vào cái thời điểm mà nó khó nuôi á, thì đương nhiên là nhiều người ta không nuôi hoặc là người ta sẽ giảm cái đàn xuống.
thì từ đó thì cái nguồn cung của cái con bò cạp nó sẽ giảm xuống. Cái nguồn cung giảm xuống thì cái lượng cầu nó tăng, thì đương nhiên là cái giá của cái con bò cạp nó sẽ tăng lên. Đó là cái cơ hội. Rồi thì cái video này mình làm nó cũng ngắn vậy thôi. Thì ở những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ chi tiết về từng cái vấn đề để cho các anh chị tham khảo. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này.